Ok, nổ rồi các bạn ơi. Này là giao đến bò ní mì ý cơm gà ở Tân Pháp, giao đến đường Phú Thuận. Đơn là bò bít tết mì ý bò bọc. Ok, giờ mình sẽ gọi khách các bạn. Dạ alo, mình đặt Grab Food không anh? Dạ dạ, anh nhắn giùm em cái chữ Y dài sẽ được tặng thêm một gói cà phê anh. Dạ dạ, rồi rồi, cảm ơn nha. Cái quán này nằm trong hẻm mà giao cái hàng này vô trong cảng, vừa mới giao cái đơn trước cái này là vô trong cảng xe container, các bạn thấy không? Những bạn nào chưa thấy container là giờ được thấy nha, nó dài cỡ đó. Thấy mấy chiếc xe này là nó đi sâu đó hoặc là né nó ra nha, tại nó dài quá mà nó đâu có thấy đâu, nó thấy đường rồi. Rất là nguy hiểm chỗ này, là nó thường xuyên ra vô này, xe thường xuyên ra vô này. Thấy không, dài ghê không. Cái quán của mình mua là nó nằm tiếp ở trong hẻm á các bạn, hẻm sâu ở trong đường Tân Phát á. Để mà quán này bán được nè, mình thấy dính đơn này biết rồi, cái đơn mà mua ở đây dính biết rồi. Hai ông con trai bán, nó ăn giỏi bán. 308/53 đường Tân Phát là mình sẽ tìm cái hẻm 308. Đây, đây. Hẻm này cũng như hẻm mình quận 4. Các bạn thấy không, nó sâu ghê không? Đi vòng dèo vòng dèo. Cho em lấy đơn 727 anh. 727 53 727 kìa. Ừ, nó nói mẹ ơi con chán quá kìa. Sao đây? Đợi xíu đi. Đơn giờ này mới tới rồi, mới báo. Giờ báo hả? Ừ, mới báo luôn. Con chán quá. Thường làm trước rồi. Dạ. Camera, nó camera. Camera. Này anh đăng ký Grab bán dễ không anh? Ừ. Anh đăng ký lên Grab dễ không? Không biết thôi, nó phải đi học rồi mà. Ghê. Nói chủ nhà là em ngồi chơi rồi, không biết. Lên là bắt học. Ừ, đi học thì ký hợp đồng với nó nữa. Nên vậy nó khó, thấy mấy bà kia hỏi hoài đâu có biết chỉ bà sao đâu. Là bán là không có được nghỉ đó, nghỉ thì phải mình tắt app, mình báo cho nó. Quán đây quán ưa thích. Tôi thích nó khuyến mãi miễn phí giao hàng, nhiều ưu đãi lắm. Cảm ơn anh nha.
phải cột lại các bạn, không biết trong này nó có nước sấp không hay gì không chứ không sợ đổ. Mình bị đó mấy lần rồi, mấy trường hợp rồi. Như người ta có sấp á, sấp nước sấp dẻo dẻo á, không có chịu cột lại, đi nó dòng, đi nó dòng nó nghiêng rồi nó đổ. Cái quán này đáng lẽ là mình không có chờ đâu các bạn, nó là thuộc quán ưa thích của hệ thống Grab á, là cái quán ưa thích là khi mà khách đặt á là nhà hàng sẽ nhận trước, sẽ nhận được cái đơn đó rồi làm sẵn hết luôn, tài xế chỉ việc tới lấy đi thôi chứ không ngồi chờ đó, nó đặc biệt như vậy đó. Mà do là cái hệ thống nó bị sao á, cái tài xế nhận đơn trước nhà hàng luôn, mình ra tới ngồi đợi luôn các bạn. Gái lứa chạy ẩu thế, 7:10 rồi nhanh vậy ta, tới đây mà 7:00 rồi nhanh thiệt. Cái đơn này là tiền mặt các bạn, tiền mặt mà đúng quán ưa thích, quán ưa thích là không có phải đưa tiền, nó trừ tiền trong quý mình, trong cái tài khoản mình á, là mình có một cái số lượng tiền ở trong tài khoản mình á, thì chạy Grab là mình sẽ nạp vào trong cái ứng dụng Grab này là một số tiền nó sẵn. Thì trúng những cái quán ưa thích như thế này là nó sẽ trừ tiền của mình, trừ tiền trong cái tài khoản của mình đó, là mình không cần phải lấy tiền mặt để trả cho cửa hàng, mà cửa hàng nó lấy cái tiền cho tài khoản nó chuyển qua luôn. Còn bây giờ đơn này là đơn tiền mặt là mình phải đi thu lại khách, rồi tới khách sẽ đưa mình, mà khách không đưa thì mình ăn luôn. Mưa xong là trời rất là mát, cảm giác lạnh luôn đó các bạn, giống như Đà Lạt, không khí trong lạnh, lạnh. Đây rồi, khách ở trong đường Phú Thuận, quẹo vào Phú Thuận luôn. Theo bản đồ thì sẽ quẹo qua bên này để coi thì đúng không. Rất phút phong anh dạ. Dạ, em gửi anh quần 80 này không phải gâu rồi. Đây em gửi anh 120, cảm ơn nha. Nãy anh có nhắn chữ ở dương ta, nãy anh có nhắn chữ dài không? Nhắn chữ dài được dạ. Dạ dạ. Bà mẹ không mê được vụ nhắn chữ dài. Khách mà nhắn chữ dài là khách sẽ được một quán cà phê các bạn, và mình được 4.000. Thì tùy thôi, khách nào người ta thích thì người ta nhắn, còn không thôi mình cũng không có ép buộc người ta. Ép buộc nhiều khi người ta không thích, người ta đánh một sao nữa khổ lắm. Mình là tự nguyện thôi, mua đồ ăn nếu mà nhắn thì có thêm phần quà nhỏ, đâu có là có hại đâu đúng không các bạn. Mình thấy vậy nhưng mà nhiều người người ta không thích, có nhiều người người ta không thích cho các bạn, chắc là người ta nghĩ là sợ đánh cắp thông tin hay gì, tại vì kêu nhắn cái chữ y dài là viết tắt của cái chữ yes, là đồng ý nhận hàng các bạn. Thì hệ thống của công ty nó sẽ kiểm soát được việc đó, nó biết mình phát bao nhiêu gói thông qua cái chữ y đó. Nhiều khách người ta ngại, người ta không dám nhắn.
Ok, hẹn anh em trong những cái video tiếp theo và những cái chuyến xe tiếp theo của mình nha. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh YouTube của mình, hoặc là like bay Facebook NVT nha. Cảm ơn các bạn nha.